Hello everyone, my name is Sam, I'm a junior in Văn Hiến University. Xin chào tất cả mọi người, mình là Sam, sinh viên năm 3, ngành ngôn ngữ Anh trường Đại học Văn Hiến. Thì cơ duyên mình đến với ngành ngôn ngữ Anh, đó chính là tiếng Anh của mình không có được tốt như mọi người. Trước đó là mình là một người không giỏi tiếng Anh, nhưng mà sau một thời gian tìm hiểu thì mình nhận thấy rằng tiếng Anh là một thứ rất là quan trọng và mình cần phải học hỏi và chinh phục nó. Cho nên đó cũng là cơ duyên mà mình đến với ngành ngôn ngữ Anh của trường Đại học Văn Hiến. Thì trong 3 năm học tập và trải nghiệm tại trường Đại học Văn Hiến thì mình nhận thấy rằng là mình có được những người bạn mới, những kiến thức mới, những trải nghiệm mới. Bên cạnh đó nhà trường còn có câu lạc bộ tiếng Anh. Thì câu lạc bộ tiếng Anh thì sinh hoạt mỗi tháng một lần. Và trong các buổi sinh hoạt thì các bạn được trau dồi những cái từ vựng mới, những cái cách để mà phản xạ với tiếng Anh. Và bên cạnh đó thì các anh chị còn tạo ra cho các bạn những cái sân chơi để mà các bạn có thực hành được trực tiếp với tiếng Anh sau các buổi sinh hoạt. Và mình rất là tự hào khi mình là một trong những thành viên của ban chủ nhiệm câu lạc bộ tiếng Anh. Ngoài những giờ học trên lớp thì mình còn được tham gia cuộc thi English Contest do nhà trường tổ chức. Thì sau cuộc thi mình đã có những cái bài học cho chính bản thân mình, đó chính là mình có được khả năng tự tin giao tiếp trước đám đông và khả năng nói của mình cũng trở nên lưu loát hơn. Và tuy là mình không chiến thắng trong cuộc thi nhưng mà mình đã chiến thắng được chính bản thân mình, và hy vọng là mình sẽ tham gia cuộc thi một lần nữa và với một phiên bản khác. Và một câu rất là truyền cảm hứng cho mình đó chính là câu From one day to one day, bắt đầu từ ngày hôm nay để một tương lai tươi sáng hơn. Các sĩ tử 2K6 ơi, nếu như mà bạn có niềm đam mê và sở thích về tiếng Anh giống như mình thì hãy nhanh tay đăng ký vào ngành ngôn ngữ Anh trường Đại học Văn Hiến, và hẹn gặp lại các bạn ở trường Đại học Văn Hiến nha.